Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huy Xe Cộ Sài Gòn của em. Bữa giờ là nhiều anh chị đang tìm những chiếc xe bán tải mà số tự động đúng không ạ? Bữa bên em về toàn là số sàn thôi, thì hôm nay chính thức về một chiếc Ford Ranger XLS phiên bản số tự động một cầu nha các anh chị nha. Xe này thì theo các anh chị thấy thì nước sơn xe là màu xanh dương rất là đẹp. Và ngoài ra thì xe cũng lên độ 4 bánh rồi. Mà về phần 4 bánh này thì các anh chị cứ yên tâm nha, bên em sẽ cho các anh chị mượn bánh. Nếu mà anh chị muốn đi đăng kiểm, nếu mà hết xe hết đăng kiểm thì bên em sẽ cho mượn bánh để các anh chị đi đăng kiểm nha. Nên các anh chị khi mua xe bên em thì các anh chị khỏi phải lo gì hết ha. Xe thì đã được lót đắp thùng thấp nè, và miếng lót thùng ha, thì các anh chị thấy cũng rất là đẹp. Thật sự thì cái anh chủ này ảnh chạy xe không phải là để kinh doanh đâu các anh chị, ảnh chạy xe để trải nghiệm. Anh thích về những dòng xe bán tải thế này á. Dạ bây giờ anh đổi lên dòng xe F150 đó các anh chị, cho nên là anh bán chiếc xe này đi. Xe thì được trang bị ghế da, màn hình Android, cam hành trình trước sau nha các anh chị nha. Và xe có một xíu vết chày xước ở đây ha, nhưng mà cũng không đáng kể nha các anh chị nha, cũng không đáng kể. Xe đời 2018 nhưng mà chất xe còn rất là đẹp luôn. Còn đây là phần cái bánh, đây là cái bánh độ lên nè các anh chị. Đây là các anh chị khi mà muốn đi đăng kiểm thì các anh chị cứ alo lại cho em, nếu mà em còn xe em sẽ hỗ trợ cho các anh chị đổi bánh nha các anh chị nha, đổi bánh để mình đi đăng kiểm để mình chạy ha. Xe được lót sàn, có miếng nẹp chống chày bước chân lên xuống rồi. Xe chưa bọc trần nha. Dạ. Yeah. Nhưng mà theo em thấy thì chất xe chạy được 86.000 như thế này thì cũng rất là đẹp. Dạ, nói chung ảnh chạy trải nghiệm thôi các anh chị, chứ không phải là chạy kinh doanh. Cho nên xe nó còn rất là ok luôn. Mà cái màu xanh dương này thì khi mà nó lên mà biển số cũng đẹp đó các anh chị thấy không? 44422. Có màn hình, có camera lùi nè, có cảm biến lùi luôn. Dạ, đó. Nói chung là xe cũng trang bị đầy đủ á. Chiếc xe đẹp ghê. Đây ha, nhìn rất là sáng luôn các anh chị. Anh chủ đây anh giữ cũng kỹ. Nói chung là do chạy trải nghiệm mà. Dạ. Nên thích xe bán tải á chị, các anh chị, chứ không thích dạng dòng xe du lịch. Đó. Xe ô tô chạy 86 ngày nha các anh chị nha. Xe thì lên được màn hình G-Tech rồi. Có màn hình G-Tech ha. Vô lăng cũng còn rất là mới. Cần số này, nhìn các anh chị thấy cần số nè. Đó. Màn hình G-Tech. Có việt map nha các anh chị nha. Có việt map, có cam trước sau. Đây là cái cam trước nè. Còn nãy có camera sau, nãy em có quay cho các anh chị xem á. Dạ. Nói chung là bên em cam kết với các anh chị là xe cam kết là không đâm đụng ngập nước nha. Bao các anh chị đi chết hãng luôn. Mà cái dòng Ford là xe bán tải là khỏi phải chê luôn các anh chị nha. Máy cực êm thật sự. Nếu trong Ford thì em thấy bán tải của Ford là ok nhất. Dạ, hầu như bên Mỹ họ cũng thích chạy Ford nhiều quá các anh chị. Dạ. Nhưng mà tùy theo xu nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi ha. Thì có khách thì thích Toyota, cũng có khách thì thích Ford, có khách thì thích Mitsubishi, hoặc có khách thì thích Betanome của Mazda. Đó là chuyện bình thường ha các anh chị nha, do nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi. Mà theo em thấy thì dòng Ford chạy rất là êm luôn nha các anh chị. Rất là êm luôn. Chung nhìn chiếc xe này nhìn nó rất là thể thao các anh chị, bán tải nhưng mà cực kỳ nhìn thể thao, nhìn rất là trẻ trung luôn. Cái này mà muốn cái bánh này mà đi đường rừng hay là cũng một cầu nhưng mà nó cũng leo cũng ok lắm nha. Dạ. Còn đây là phần khoang máy nha các anh chị ha. Đây là phần khoang máy của xe. Ốc S là còn nguyên zin nha các anh chị. Ốc là còn nguyên zin theo xe nha, còn nguyên zin. Máy thì cam kết là không hạ nha, bao các anh chị chết hãng. Dạ. Đó. Em quay cái phần sơ máy cho các anh chị xem. Các anh chị nào ở xa thì mình có thể xem clip ha. Trước khi mình quyết định mua thì mình có thể xem sơ về clip. Và lên xem trực tiếp em luôn luôn. Là khuyến khích các khách hàng khi mua xe bên em lên xem xe trực tiếp. Và em sẽ chốt giá tốt nhất cho các anh chị khi có mặt tại trực tiếp tại showroom nha. Dạ. Hoặc là các anh chị nếu mà ở xa quá, giống như miền Trung, miền Bắc hay gì đó, thì cũng có thể chốt giá với em qua số điện thoại 0902600126 ha. Ok thì mình cọc rồi mình vào lấy xe. Thì em thì thường hay như vậy. Các anh chị ở ngoài xa thì vậy. Mình đảm bảo thì các anh chị, tại vì khi mua xe bên em thì sẽ có phiếu bảo hành đàng hoàng. Thì cái xe này với cái giá là dưới 500 nha các anh chị nha, thì các anh chị sẽ có một chiếc Ford Ranger XLS đời 2018 số tự động nha các anh chị nha. Số tự động một cầu màu xanh dương, xe trang bị là full đồ. Dạ. Thì các anh chị nào mà đang có nhảy quan tâm về cái dòng xe bán tải này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại
em để góc dưới màn hình nha. Các anh chị cần tư vấn gì thêm thì cũng cứ alo chị em để em tư vấn thêm cho các anh chị ha. Các anh chị cứ yên tâm khi mua xe bên em nha. Bên em là bán Bắc Trung Nam đầy đủ luôn. Đó, cho nên các anh chị khỏi phải lo luôn. Mua xe bên em là đảm bảo yêu cầu chất lượng đầu vô là cực kỳ chặt chẽ, cho nên đầu ra sẽ đảm bảo ha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.